Xin chào cộng đồng Startup Việt Nam. Xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Tú Minh. Hiện tại tôi là CEO and Co-founder của LP Investment and Consulting, thành viên của tổ hợp dịch vụ LP Group. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới cộng đồng Startup Việt Nam một chủ đề đang rất là hot trong thời gian qua, đó chính là due diligence, mà cụ thể hơn đó chính là legal due diligence. Một câu hỏi thường được đặt ra là sau cái bắt tay và cái đề xuất đầu tư đã được chốt thành công trên truyền hình thì cái câu chuyện của startup ngoại vốn sẽ đi về đâu, và cái bước tiếp theo sau cái quá trình mà nhận được offer đầu tư từ các startup đó chính là chúng ta tiến đến cái giai đoạn là due diligence. Như vậy thì due diligence thực chất là gì? Có thể hiểu đơn giản, due diligence chính là một cái quá trình thẩm định, điều tra đặc biệt về cái doanh nghiệp mục tiêu mà thường được hiểu chính là mình bán. Thì thông qua cái quá trình mà rà soát và kiểm tra đặc biệt này, nhà đầu tư sẽ biết được tất cả những cái thông tin cần thiết về cái doanh nghiệp mà họ đang có ý định đầu tư. Và dựa trên cái kết quả due diligence này thì nhà đầu tư có thể cân nhắc và quyết định xem có nên chốt cái việc đầu tư này vào startup mà họ đã đáp ứng được hay không. Thì về mặt cơ bản, trên thực tế là tùy theo cái mong muốn của nhà đầu tư, cái tính chất thương vụ cũng như là cái quy mô và cái tính phức tạp của từng thương vụ đầu tư mà nhà đầu tư có thể đề ra nhiều cái loại due diligence khác nhau. Tuy nhiên thì trên thực tế thì chúng tôi thường gặp những cái loại due diligence cơ bản như sau. Loại due diligence thứ nhất đó chính là legal due diligence, thẩm định pháp lý doanh nghiệp. Loại thứ hai đó là tax and financial due diligence, thẩm định về mặt thuế và tài chính của doanh nghiệp. Thứ ba và cũng là cái loại cuối cùng thường gặp đó chính là commercial due diligence, thẩm định về thị trường cũng như là cái hoạt động kinh doanh của cái startup trên thị trường đó. Ngoài ra thì tùy theo cái mong muốn của nhà đầu tư, họ có thể có thêm nhiều cái due diligence khác. Ví dụ như là họ sẽ thẩm định về nhân sự, thẩm định về lao động, về môi trường hoặc thậm chí là quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Về cơ bản thì những tài liệu cơ bản mà họ phải đáp ứng có thể bao gồm, thứ nhất là các cái giấy phép hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến trụ sở, liên quan đến địa điểm kinh doanh, chi nhánh và phòng đại diện. Thứ hai là những vấn đề giấy tờ liên quan đến cơ cấu sở hữu, vốn góp, các cái hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, định giá và góp vốn. Thứ ba là những cái tài liệu liên quan đến quyết định, biên bản, các cái ghi nhận cuộc họp của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên. Cái thứ tư đó là những cái giấy phép điều kiện kinh doanh, những cái nghĩa vụ mà họ phải thực hiện với phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và cái thứ năm là những cái thông tin về các cái giao dịch, các cái hợp đồng, các cái thỏa thuận mà trong quá trình kinh doanh họ đã ký kết với khách hàng, với đối tác. Và cuối cùng thông thường sẽ là những cái tài liệu liên quan đến việc tranh chấp, các cái mâu thuẫn, các cái bản án, những cái vụ kiện cáo giữa doanh nghiệp với các bên thứ ba hoặc là chính trong nội bộ doanh nghiệp. Theo quan điểm của tôi thì trên thực tế startup nên có cái biện pháp và có các cái hành động để mà tự rà soát pháp lý của doanh nghiệp mình vào từng thời điểm. Không nên là chờ đến khi mà nhận được offer chính thức từ nhà đầu tư thì mới bắt đầu đi chuẩn bị. Thì quá trình này nó sẽ làm cho cái thương vụ bị kéo dài hơn, mất thời gian hơn, cũng như là làm cho nhà đầu tư đánh giá cái tính chuyên nghiệp của startup là chưa thực sự cao. Cái thứ hai là trong cái quá trình rà soát như vậy thì startup cũng cần có các biện pháp để mà mình điều chỉnh, bổ sung các cái tài liệu cần thiết. Và để làm được điều này mà hiệu quả thì chúng tôi tham vấn rằng các startup nên có sự trao đổi và tiếp thu ý kiến từ những startup trước, những startup đã có kinh nghiệm huy động vốn, đặc biệt là đối với các quỹ đầu tư lớn, hoặc là có sự tham gia của các chuyên gia hoặc các luật sư trong quá trình huy động vốn của doanh nghiệp. Nếu như ví cái quyết định đầu tư vào một startup như là cái câu chuyện của một chàng trai đi tìm hiểu một cô gái để mà tiến tới hôn nhân, chàng trai đó sẽ cần tìm hiểu cô gái những gì? Thứ nhất đó là về mặt pháp lý thì cần phải biết rõ cô gái này là con gái nhà ai, cô gái này ở đâu, cô gái này bao nhiêu tuổi, có đủ tuổi để mà kết hôn với lại chàng trai hay chưa. Thứ hai là về mặt kinh tế và tài chính, cô gái này hiện tại đang làm gì và thu nhập của cô như thế nào, cô cách cư xử của cô như thế nào, cô có bạn bè quan hệ đồng nghiệp như thế nào. Và cái thứ ba đó là cái mong muốn của cô là gì, cô có mong muốn là lấy chàng trai hay không, hay là cái chàng trai mà trong cái tư tưởng của cô là những chàng trai khác, không có giống như là cái nhà đầu tư mà họ đang có ý định mở vốn vào cái startup đó. Và làm như thế nào để mà cái cuộc tìm hiểu đó sẽ dẫn đến cái kết quả cuối cùng là một cái đám cưới, một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp. Thì ở góc độ của tôi thì tôi cho rằng thứ nhất là cái cuộc hôn nhân đó phải hợp pháp theo quy định pháp luật, các bên phải đủ điều kiện để mà đăng ký kết hôn. Cái thứ hai đó là các bên phải xác định được cái mục tiêu hôn nhân của mình là gì,
là để gọi vốn, là để cùng nhau phát triển hay là làm những cái khác, thì các bạn cần xác định rất rõ là sau khi kết hôn các bạn sẽ làm gì. Và cái thứ ba, trong tình yêu thì chúng ta phải có sự tôn trọng lẫn nhau, và cái sự tôn trọng này thể hiện ở cái việc là các bạn sẽ đàm phán nói chuyện với nhau một cách rất minh bạch và rõ ràng. Và chúng ta phải lưu ý cái câu rằng tình cảm thì dập nhạt nhưng mà tiền bạc thì phân minh. Chính vì vậy thì trong cái chuyện mà đầu tư cũng như là tư vào start thì chúng ta cần phải thể hiện cụ thể hóa toàn bộ trên các giấy tờ văn bản hợp đồng là sự rõ ràng. Và cuối cùng thì để đảm bảo cho một cái cuộc hôn nhân nó bền vững và nó đưa đến nhiều kết quả tốt đẹp thì cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là để trung thủy với nhau, cần phải có một cái sự ràng buộc nhất định cả về đạo đức và cả về giấy tờ để mà đảm bảo rằng các bên sẽ đi với nhau trên một con đường là giúp cho cái startup phát triển thành công. Thì tôi hy vọng là những cái lưu ý và những cái ví dụ này có thể giúp cho startup hình dung cụ thể hơn về cái quá trình due diligence, và từ đó thì giúp các bạn có một cái quá trình gọi vốn suôn sẻ hơn và dễ dàng hơn.